filler mà không rõ nguồn gốc á, thì bị ở trên gương mặt là nó không có tan đi, và nó có tiêm tan hoặc tiêm giải nó cũng không có đi. Anh nữa biết. là HA thì có phải là filler không? Filler đó thì nó là một cái danh từ chung gọi là một cái nhóm tất cả các rất nhiều cái chất khác nhau, có nghĩa là làm đầy silicone này, collagen, mỡ tự thân hay những cái dòng filler mà thứ có thể không có tan này, có thể là nó không có nuôi dưỡng da này, mà nó là không phải là chất tự nhiên bên trong cơ thể của mình. Ngày xưa thì có thể nhiều cô gặp cái tình trạng đó là tiêm cái silicone ở trên gương mặt, và gần đây có một số bạn sử dụng những cái filler mà không rõ nguồn gốc đó, thì bị ở trên gương mặt là nó không có tan đi, và nó có tiêm tan hoặc tiêm giải nó cũng không có đi được. Mình sẽ bị nhầm lẫn giữa cái việc đó là cái filler thì nó là danh từ chung thôi, nhưng mà nó có rất nhiều các cái loại khác nhau. Quan trọng nhất là mình dùng cái chất nào ở trên gương mặt. Thì đối với cái HA đó là cái thế hệ gọi là tiên tiến nhất, mang tính chất là nuôi dưỡng nhiều hơn cái việc là làm đầy đó chị Mai. Đây là Mai cũng có những hình ảnh minh họa cho cả nhà thấy nè. Đầu tiên là chị bị rãnh nè, và da của chị cũng bị tối màu, bị nám. Thì sau khi điều trị xong thì cái rãnh này chúng ta sẽ được làm đầy bằng HA, thì cái da của mình nó sẽ được căng hơn, bề mặt da cũng được trắng sáng hơn. HA này đó, nó sẽ có tác dụng đó là vừa trẻ hóa, vừa nuôi dưỡng và vừa làm đầy, nhưng mà ở mức độ là nuôi dưỡng. Nên là mình sẽ tận dụng cả hai cái tác dụng của nó. Thứ nhất là nuôi dưỡng da là chính này, và thứ hai là làm đầy một cách nhẹ nhàng. Càng lớn tuổi thì da mình sẽ bị mất đi cái lượng HA trên da, thì cái việc mình bổ sung lại cái HA đó là cái việc mà mình cần thiết để mình làm cái quá trình trẻ hóa da.